Giá cà phê hôm nay ngày 13 tháng 2, gần 80.000 đồng kg dù đang nghỉ Tết nguyên đáng. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, Lâm Đồng giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 78.700 đồng kg. Tại huyện Cư Mờ Ga, đắt lái giá cà phê hôm nay ở mức 79.500 đồng kg. Tại huyện Ia Hát Leo, Đắk Lắng, Quân Hồ, đá lái giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 79.400 đồng kg. Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, Giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 79.800 đồng kg tại Gia Nghĩa và 79.700 đồng kg ở Đáng Rờ Lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 79.400 đồng kg. Chư Prong, ở Pleiku và La Grai cùng giá 79.300 đồng kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Con Tum được thu mua với mức 79.400 đồng kg. Thị trường cà phê trong nước quay đầu giảm so với cùng thời điểm hôm qua tồn kho cà phê Robusta trên sàn lăng đơn tính đến hết tuần trước đã giảm 2.640 tấn, tức giảm 9,5 so với một tuần trước đó, xuống đăng ký ở mức 25.140 tấn, khoảng 419.000 bao, bao 60 kg, mức thấp kỷ lục mới. Thời điểm này, nguồn cung từ Việt Nam đang thấp do thị trường nghỉ Tết nguyên đáng. Chuyên gia nhận định những nhân tố trên sẽ tiếp tục hỗ trợ giá cà phê Robusta trong ngắn hạn. Reuters đưa tin các thương nhân tại nước sản xuất Robusta hàng đầu là Việt Nam đang tranh giành nguồn cung trong bối cảnh khủng hoảng leo thang ở Biển Đỏ. Các cuộc tấn công vào tàu thương mại ở Biển Đỏ đã làm trì hoãn những chuyến hàng cà phê Robusta đến châu Âu không chỉ từ Việt Nam mà còn từ các nhà cung cấp chính như Indonesia và Ấn Độ. Giá tiêu hôm nay ngày 13 tháng 2, đồng loạt tăng, kỳ vọng 90.000 đồng kg ngay sau Tết, tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông. Giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 84.000 đồng mỗi kg, tăng 500 đồng kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 82.000 đồng mỗi kg, tăng 500 đồng kg. Trong khi đó, tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 81.500 đồng mỗi kg, tăng 500 đồng kg. Tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 84.000 đồng mỗi kg, tăng 500 đồng kg. Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 84.000 đồng kg. Giá tiêu hôm nay giữ ổn định tại Bình Phước, đồng loạt tăng 500 đồng kg ở những địa phương còn lại so với cùng thời điểm hôm qua. Thị trường đang trong kỳ nghỉ Tết nguyên đáng kéo dài. Nguồn cung thấp và vận tải biển ách tắc tiếp tục giúp giá tiêu nội địa và quốc tế có xu hướng tích cực ngay đầu tuần này. Ngay sau Tết, vụ thu hoạch rộ sẽ diễn ra tại các địa phương thị trường đang rất trông chờ nguồn cung được bổ sung đáng kể trong ngắn hạn hiện một số nhà vườn tại đán đông và đông nam bộ đã thu hoạch ghi nhận của cổng thông tin huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai những ngày này nhiều vườn hồ tiêu đã cho thu hoạch sớm mặc dù năng suất đạt thấp nhưng giá hồ tiêu tăng đột biến so với nhiều năm trở lại đây bà con thu hoạch với tâm trạng phấn khởi vì giá nông sản tăng cao đóng tết sung túc đủ đầy hơn đơn cử, một hecta tiêu của gia đình ông Giáp Văn Tố, xã Lâm Sang đang bước vào thu hoạch sớm. Nếu như năm ngoái diện tích này cho ông thu hoạch 4 tấn hecta, năm này, năng suất giảm mạnh chỉ còn 2.5 tấn hecta nhưng ông Tố vẫn rất vui mừng phấn khởi, bởi giá tiêu năm nay tăng cao, đột biến so với các năm trở lại đây. Sau khi cộng các khoản hồ tiêu có giá dao động 90.000 đồng kg tăng gần 30.000 đồng so với niên vụ trước, với giá này sau khi trừ chi phí ông vẫn sẽ có lời hơn 100 triệu đồng mỗi hecta.